Xin giới thiệu với các bạn một bộ combo chế xe ba bánh điện. Bộ này có tải trọng là 400 kg, 400 đến 500 kg nhé, tổng tải. Các bạn muốn tải hơn thì các bạn có thể thay đổi lại cấu hình bánh xe và lốp lốp nhíp là xong thôi. Ở đây là bộ này là sử dụng cấu phanh đĩa này, cấu sau phanh đĩa, phanh dầu đấy. Nhíp 5 ná dài 52 cm. Bộ này thì lên cho khách hàng cấu hình động cơ là 850W. Các bạn có thể tùy ý nâng cấp lên đến 1000, 1200 và 1500W. Tải trọng cao hơn. Bánh này là bánh 350 trừ 12. Bánh trước là cũng bánh 400 trừ 10 hoặc là bánh 90 trên 90 trừ 12. Chắn bùn inox này. Giảm xóc đằng trước là phi 38 các bạn nhé. Nói chung là trong cái tải trọng khoảng 400 kg trở lại thì bộ này rất là khỏe. Bộ này thì cứ nâng cấp bánh xe và nhíp lên thì có thể chở được nặng hơn. Đèn, còi, xi nhan, đồng hồ báo điện. Điện đóm thì bên em sẽ đấu sẵn hết cho khách hàng. Đấy. Phanh dầu này. Cái này thì có nhiều cỡ, chiều rộng, dài khác nhau. 80, 90, 1m, 1m1, 1m2 và 1m3. Rất là nhiều loại cỡ khác nhau để cho các bạn lựa chọn. Cầu thì có thêm số tăng tải. Các bạn hoàn toàn có thể chở tải tăng lên gấp đôi. Với cái động cơ này, có nghĩa là các bạn có thể, nếu như nhíp và bánh khỏe, thì các bạn có thể tăng tải lên đến 8 tạ cũng vẫn chở được. Tất nhiên là với cái mẫu bánh này và nhíp này thì không thể chở được bằng đấy. Đấy, một bộ đầy đủ thì nó như vậy. Nhíp thì có đầy đủ phụ kiện các bạn nhé. Hôm nay mình không nhặt ra. Đấy, nhưng mà phụ kiện là đầy đủ. Giảm xóc thì có vòng bi và ống bi luôn. Đây cái ống bi này các bạn về hàn vào khung. Giảm xóc. Bánh xe này là bánh lốp tốt các bạn nhé. Lốp này là tải trọng của một bánh là 230 kg trên một bánh. Đấy là tải trọng của cái lốp. Các bạn có thể chở. Cầu liền. Đèn hậu ba bóng. Mọi thông số thắc mắc về giá thành sản phẩm thì xin vui lòng comment ở phía dưới xem một phần mô tả sản phẩm. Đây các bạn có thể chuyển sang phanh cơ, giá thành rẻ hơn một chút. Đấy. Trong bộ này sử dụng phanh dầu thắng tay.